Chào mừng quý vị và các bạn đến với website daotaosoret.com. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn lắng nghe bản audio về chủ đề chia sẻ kinh nghiệm giao dịch forex xương máu. Trung tâm đào tạo forex và đầu tư vàng chia sẻ kinh nghiệm giao dịch forex đến nhà đầu tư vàng và nhà đầu tư forex. Đây là những kinh nghiệm chúng tôi phải trải qua trên chính sự thất bại của mình để có được sự thành công như ngày hôm nay. Những chia sẻ kinh nghiệm giao dịch forex và đầu tư vàng này được chứng minh bằng chính những giá trị của năng lực từ thầy và trò của Trung tâm Đào tạo forex và đầu tư vàng. Rất mong quý nhà đầu tư hiểu rõ giá trị. Thứ nhất, chúng tôi với nguyên tắc đầu tư trên thị trường forex và đầu tư vàng đó chính là muốn học giao dịch forex và đầu tư vàng thành công tuyệt đối, không tin vào lời nói của bất kỳ ai ra đi dạy nếu như người đi dạy đó không chứng minh được giá trị như sau. Thầy phải cho coi được tài khoản giao dịch 1 năm trở lên. Thầy phải giao dịch với khối lượng 5 lót đến 10 lót trở lên. Phải trực tiếp thấy thầy giao dịch với khối lượng lớn trở lên trên chính tài khoản của họ. Thấy thầy dạy forex tuyệt đối không làm arbitrage để như học viên mở tài khoản giao dịch forex. Còn không, nhà đầu tư forex và nhà đầu tư vàng không bao giờ giao dịch được trong thị trường forex và đầu tư vàng này. Thứ hai, chia sẻ kinh nghiệm giao dịch forex thứ hai của chúng tôi đó chính là bản thân nhà đầu tư muốn giao dịch thành công phải đánh giá đúng giá trị của phương pháp giao dịch forex và đầu tư vàng. Mình học có giá trị vào thực tiễn hay không? Vậy cách nào để đánh giá đúng những giá trị đó? Phải trực tiếp thấy tài khoản giao dịch forex của thầy mình. Phải thấy rõ thầy mình giao dịch với khối lượng lớn trên tài khoản 5 lót trở lên. Phải liên tục ngồi giao dịch với thầy mình từ thị trường sideways đến thị trường biến động mạnh. Thầy phải chứng minh năng lực giao dịch của họ trước học viên. Đây chính là hai bước ban đầu để nhà đầu tư forex và nhà đầu tư vàng hiểu rõ giá trị của thành công. Mà những bọn tự phong chuyên gia forex quản lý vốn nhiều năm kinh nghiệm che giấu điều này. Thứ ba, chia sẻ kinh nghiệm giao dịch forex thứ ba của chúng tôi. Tuyệt đối không tin tưởng vào sàn forex và bọn IB môi giới, cũng như bọn tư vấn chiến lược forex và đánh ủy thác. Trong suốt quá trình chúng tôi dấn thân bước vào thị trường forex và đầu tư vàng này, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều người vì không có kinh nghiệm giao dịch forex và đầu tư vàng đã tin tưởng vào sàn forex, vào chính bọn IB môi giới, cũng như tin vào bọn cha lệnh và giao tài khoản để đánh ủy thác. Những người này hầu hết là đều lĩnh những hậu quả y chang nhau, đó là cháy tài khoản giao dịch forex, chúng nó trốn biệt do đánh ủy thác. Cháy tài khoản do nghe lời xúi dại bởi bản thân bọn IB môi giới và bọn tư vấn chiến lược hay chuyên gia này nọ, có đánh được quái đâu mà đòi tư vấn. Chúng chỉ ăn tiền IB môi giới của nhà đầu tư forex và nhà đầu tư vàng mà thôi. Cháy tài khoản vì không có kinh nghiệm lựa chọn một sàn forex tốt, nên khi tham gia giao dịch trên thị trường forex và thị trường vàng, nhà đầu tư đã bị chính những sàn forex cùi gã này tác động xấu đến tài khoản để không vào la lệnh, cũng như tự cắt stop loss dù điểm stop loss chưa đến mà không cho cắt TP cho dù đã vượt qua điểm TP rất xa. Những chia sẻ kinh nghiệm giao dịch forex của chúng tôi chỉ yêu cầu nhà đầu tư muốn nghe chiến lược forex từ ai hay một người nào đó, hãy hỏi người đó rằng, hãy hỏi người đang tư vấn cho các bạn cũng như chuyên gia forex hay quản lý quỹ công mạng gì đó tên đầy đủ cả họ và tên. Sau đó yêu cầu những kẻ này cho coi lịch sử giao dịch forex 1 năm của chúng, để ý coi tài khoản đó bao nhiêu tiền, khối lượng giao dịch như thế nào. Xin lỗi, nếu bản thân những kẻ này tài khoản vài 3.000 đô thì chẳng nhẽ chúng là chuyên gia để bạn nướng cả gia sản theo lệnh của chúng hay sao? Một lệnh giao dịch với khối lượng 0.001 hay 0.1, bạn dám đánh cược cả tương lai bạn vào đây sao? Một lệnh ăn có 1 đô, 2 đô hay là 5 đô, bạn dám hy sinh cả gia đình bạn cho ly cà phê hay dĩa cơm sườn này sao? Còn chưa nói đến khi hỏi đến coi tài khoản thì không dám chứng minh, kêu là nhạy cảm, hoặc xui, cũng như tìm cách thoái thác lảng tránh qua vấn đề khác, thì bạn dám để cả tương lai con cái bạn vào dạ tâm của chúng hay sao? Thứ tư, chia sẻ kinh nghiệm giao dịch forex kế tiếp của Trung tâm Đào tạo forex và Đầu tư vàng, đó chính là bản thân chính các bạn khi tham gia vào thị trường forex và đầu tư vàng này, các bạn đã làm được những gì cho chính con đường đầy đam mê hiển hách này? Đã hiểu rõ thị trường forex và thị trường vàng này chưa? Đã đánh giá đúng năng lực của bản thân mình hay chưa? Đã kiềm hãm được bản thân tiếc nuối cơ hội hay chưa? Đã tránh xa được lòng tham của chính mình hay chưa?
Đã quản trị được giá trị tạo ra bằng chính con đường thoái vốn và tái đầu tư hợp lý hay chưa? Đã nhìn thấy cái giá của thành công và thất bại phải trả hay chưa? Đã cảm nhận được rõ sự khác biệt của áp lực là thế nào vào chính giao dịch của mình hay chưa? Những điều chia sẻ kinh nghiệm giao dịch Forex này mà chính các bạn không tôn trọng thì lấy cái giá trị nào ra để nói rằng các bạn thành công? Đã khi nào các bạn dám vỗ ngược chính mình với người khác rằng trong năm vừa qua bản thân tôi kiếm được bao nhiêu tiền? Tất cả chỉ là lời nói không có căn cứ. Ăn một vài lệnh thì khoe thì khè, chết cháy tài khoản thì lặng chấm, câm như thóc. Vậy thì lấy giá cái giá trị gì để thay đổi cũng như giúp chính bản thân mình thành công trên con đường giao dịch Forex và đầu tư vàng này? Giá trị của đầu tư nói chung hay đầu tư Forex và hoặc đầu tư vàng nói riêng? Chính bản thân bạn giao dịch có đem được tiền về hay không? Đem được tiền về nhiều hay ít trên chính thị trường này? Đó mới là giá trị của đầu tư nói chung hay đầu tư Forex và đầu tư vàng nói riêng. Còn nếu có được tiền thì chính những giao dịch của mình trên thị trường Forex và đầu tư vàng này thì lấy chó kinh nghiệm đâu ra để chia sẻ kinh nghiệm giao dịch Forex và đầu tư vàng vào giá trị thực tiễn. Trần Quốc Minh xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản audio chia sẻ của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.